Rất hân hạnh được chào đón quý vị trên kênh Truyện Ma Tắt Đèn. Hôm nay chúng ta cùng nghe một cặp truyện ngắn của tác giả Đỗ Ngát, Kiếp Cầm Ca. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ và đồng thời cũng ủng hộ cho kênh Truyện Ma Tắt Đèn được phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Để phục vụ quý vị có những truyện hay tốt hơn, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nghe Kiếp Cầm Ca, tác giả Đỗ Ngát. Chúc quý vị có được một ngày ấm áp bên cạnh người thân và gia đình. Người ta đồn tai nhau về một câu chuyện xảy ra đã lâu, một câu chuyện buồn thê lương từ bao giờ. Nhưng cho đến ngày nay, tại thôn Lệ Xá, người dân nơi này vẫn chứng kiến một phần ký ức đau thương ngày đó. Cứ đến đêm rằm trung thu hàng năm, trong ánh trăng sáng dằng dặc, người dân làng Lệ Xá đều nghe thấy những tiếng hát bi ai cứ dang dẳng đâu đó vọng về. Lúc trầm, lúc bổng, khoác lên một màu thê lương trong màn sương dày, người ta nhìn thấy một đoàn người mặc áo trắng cứ nối đuôi nhau, kẻ đàn người hát khiến ai nấy đều sợ hãi. Họ đồn nhau rằng những tiếng hát ma quái đó là gánh hát của ông Sáu đã chết cách đây 30 năm trước hiện hồn về. Cũng chính ngày này có 30 năm về trước, cả gánh hát của ông Sáu đã bị giết hại một cách thê thảm, nên họ không siêu thoát được mà hàng năm họ đều hiện hồn về cất lên những tiếng hát bi ai não nề đó. Mỗi khi những người dân làng Lệ Xá nhớ lại câu chuyện bi thương về cái chết của gần 20 mạng người trong gánh hát, ai nấy cũng không khỏi buồn rầu. Tiếc thương cho những con người mang kiếp cầm ca, họ bị chết một cách oan khuất, đầy đau đớn do trận cuồng ghen của ả Liên. Vì sự ghen tuông ích kỷ mà ả đàn bà độc ác đã ra tay giết hại cả gánh hát, mà mục đích chính của ả là muốn giết chết Mai Hương, người vợ lẽ của chồng mình. Khi biết cô đang mang thai, do những người trong gánh hát ra sức bảo vệ cô, nên họ cũng bị giết sạch, không còn một ai. Ngược về 30 năm trước. Bà con ơi, nghe nói mấy hôm nữa gánh hát của ông Sáu về làng mình biểu diễn đó. Lo thu xếp đi, để tối hôm đó đi xem cho thoải mái. Thiệt hả? Tôi nghe nói gánh hát của ông Sáu có cô đào chính tên là Mai Hương, vừa đẹp lại vừa hát hay nữa. Một bà đi đồng về vừa nghe thấy vậy thì nói với cái giọng đầy sự ganh ghét. Ôi, mấy ông chỉ được cái thấy gái là cứ tớt lên hà. Hay vì cái thứ sướng ca vô loại đó, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với cả tá đàn ông, chứ tốt đẹp gì cái ngữ đó. Nếu tử tế thì đã được người ta rước về làm dâu rồi. Mấy bà không có bằng một phần của người ta đâu, ở đó mà nói lời ghen ghét. Bà ta thấy vậy cũng không thèm nói gì. Bà nhìn mấy lão kia nguýt một cái rồi quay mặt đi. Ở cái thời đó, người ta coi trọng cái nghề diễn. Họ cho rằng nó chỉ là cái nghề mua vui cho thiên hạ, chứ có tốt đẹp gì đâu. Nhất là mấy cô đào hát thì đều bị coi thường. Tối hôm đó, nhà ông Bá Hộ Khải mời đoàn hát của ông Sáu về biểu diễn mừng thọ cho ông. Bẩm ông, gánh hát tới rồi. Nghe đến đây, ông Khải vội vàng đi ra cổng tiếp đón, vì trước đó ông cũng quen với ông Sáu. Nay được đoàn hát của ông Sáu nhận lời mời mà về đây biểu diễn, thì ông Khải vui lắm. Sẵn tiện, ông Khải phô trương sự giàu có và mối quan hệ của mình cho mấy ông chức sắc trong làng này và mấy làng cạnh bên biết, vì để mời được gánh hát của ông Sáu thì đó không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài việc bỏ ra một số tiền không nhỏ, thì phải quen biết mới mời được gánh hát. Vì gánh hát của ông Sáu chuyên biểu diễn cho các quan ở tận trên tỉnh, đâu dễ gì mà về tận làng này. Chỉ là ông Sáu nể ông Bá Hộ Khải mới về đây thôi. Tụi bay đâu, ra đây tao sai việc mau lên. Mấy đứa dẫn đoàn hát đến gian nhà dành cho khách quý ngàn, sắp riêng cho ông Sáu đây một phòng, kêu nhà bếp làm những món tao đã dặn. Còn mấy thằng kia nữa, đi sang bên làng bên mời ông Chánh Phú, Chánh Cẩm, ông Lý, ông Bá Hộ Tình, tối mai qua đây ngang. Còn mấy thằng này thì đi rao là ông Phú Khải mời cả làng ngày mai đến sân nghe hát nghe không? Mau lên, mau lên.
Nhìn thái độ của ông bá Hồ Khải phấn khởi, ông ta cứ đi ra đi vào, chỉ đạo người làm mà không có biết mệt. Liên ngồi trong nhà nhìn bố chồng mà cười khẩy rồi nói: Bày đặt, hát với họ tốn tiền, cái tính sĩ diện nó ăn vào máu rồi, chết cũng không bỏ được. Liên vốn là con gái của một phú hộ giàu có ở làng bên, được ông Khải cưới về cho thằng con duy nhất của mình. Nhưng không hiểu sao, ả về nhà này ngót 3 năm rồi mà không thấy thay ngán gì, nên ông Khải nhiều khi không hài lòng ra mặt, thậm chí còn nói bóng nói gió đến việc cưới thêm vợ cho con trai. Nên ngoài mặt thì Liên vẫn dân dạ ngọt ngào, lễ nghĩa với bố chồng, nhưng trong lòng thì không coi ông ra cái gì, mà nhất là cái việc vợ chồng của Liên. Từ ngày cô về cái nhà này đã 3 năm mà chồng cô chỉ gần gũi đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng là cô chủ động, và khi chồng cô có hơi men trong người thì mới làm cái chuyện vợ chồng với cô mà thôi. Dì Sinh không hề yêu Liên, anh vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng là do ông Khải ép buộc anh phải lấy cô, nên anh mới nhắm mắt mà chấp nhận. Mặc dù sống với nhau 3 năm trời, nhưng Sinh chưa lúc nào coi Liên là vợ hay có tình cảm với cô. Đơn giản là vì anh không thể nào chấp nhận cái thói phách lối tiểu thư của Liên. Suốt ngày, cô quát mắng người làm, thậm chí thẳng tay mà trừng phạt bằng cái roi da cho dù họ chỉ mắc cái lỗi nhỏ thôi. Nửa đêm hôm đó, do là mới tới để chuẩn bị cho ngày mai biểu diễn, do lạ giường không ngủ được nên Mai Hương mới ra ngoài đi dạo một lúc cho thư thái. Cô vô tình bước vô một khu vườn sau nhà ông bá Hồ Khải. Cô ngồi đó trên chiếc ghế mà cậu Sinh dưỡng thường hay ngồi. Mai Hương mải mê ngắm trăng mà không biết rằng có một ánh mắt cũng đang nhìn cô một cách say đắm. Dưới ánh trăng sáng, vẻ đẹp của Mai Hương như được tô điểm thêm, nét nhẹ nhàng như thoát tục. Ánh mắt đang nhìn cô say đắm đó, không ai khác là cậu Sinh, con của ông bá Hồ Khải. Khu vườn này là nơi cậu Sinh thường lui tới mỗi khi buồn hay những đêm mất ngủ. Bất giác, Mai Hương quay lại nhìn, thấy một người đàn ông đang đứng khuất trong bóng tối mà nhìn mình, thì khuôn mặt xinh đẹp của Mai Hương thoáng chút sợ hãi. Cô toàn hét lên vì tưởng người đàn ông trước mặt là một tên dâm tặc có ý đồ xấu. Thì người đàn ông đó vội tiến lên mấy bước, giơ tay ám thị Mai Hương bình tĩnh lại. Dưới ánh trăng sáng dằn vặt, Mai Hương nhìn thấy trước mặt cô là một người mang dáng vẻ thư sinh hiền lành, chứ không giống như một người xấu. Chợt người đàn ông trước mặt cất tiếng: Chào cô, không biết cô là ai, sao lại vào đây được? Vậy anh là ai? Sao đứng đó mà nhìn trộm tôi? Lúc này, Sinh nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, anh cười nhẹ nhàng, nụ cười mà anh chưa từng có với bất cứ một người con gái nào, kể cả vợ của anh. Tôi là người chăm sóc khu vườn này. Mai Hương nhìn một lượt quanh khu vườn, nơi đây trồng rất nhiều loại hoa hồng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn về phía người đàn ông trước mặt rồi hỏi: Vậy nửa đêm anh ra vườn làm gì? Tôi tôi bị mất ngủ nên ra đây hóng gió một chút thôi. Còn cô sao vào đây được? Ông bá Hộ mời đoàn chúng tôi tới đây biểu diễn. À, tôi hiểu rồi. Như không muốn tiếp tục câu chuyện với người đàn ông lạ, nên Mai Hương nhanh chóng rảo bước về phòng, bỏ lại Sinh vẫn đứng đó mà nhìn theo bóng cô đầy tiếc nuối. Lẹ lên, mau lên, sắp tới giờ gánh hát biểu diễn rồi kìa. Nhà ông bá Hộ Khải hôm nay hào phóng quá hen, mời cả làng tới coi hát nữa chứ. Bà không hiểu sao, nhà ông ta tốt với ai bao giờ đâu, mọi việc lão làm đều có chủ đích hết á, cả cái làng này còn lạ gì nữa. Ngoài tham lam thì lão rất sĩ diện, cái gì cũng muốn hơn người. Lão mời mọi người tới đây xem là để phô trương cái sự giàu có của mình mà thôi. À, thì ra là vậy hen. Thôi, nhanh chân lên đi, trễ thì không có chỗ ngồi đâu. Trong sân nhà ông Khải cũng đã chật cứng khán giả, hết chỗ ngồi, mọi người trèo lên tường rào nhà ông, kẻ ngồi người đứng để coi hát, vì mấy khi những người dân nghèo nơi đây được xem biểu diễn, có khi cả mấy năm họ mới được xem hát một lần. Tiếng trống, tiếng đàn cất lên, tất cả mọi người không ai nói ai đều im lặng lắng tai nghe. Sau những tiếng đàn sâu lắng vang lên,
thì bóng dáng của Mai Hương, cô đào chính của gánh hát, bước ra. Lúc này không ai còn im lặng được nữa. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên, rồi những lời bàn tán râm ran bắt đầu. Từ mấy ông chức sắc đến mấy người dân nghèo cùng đinh cũng phải xuýt xoa, xuất thần trước vẻ đẹp của Mai Hương. Ông Chánh Cẩm quay sang ông Bá Hộ, nói nhỏ. Tôi phục ông lắm đó nghe, mời được gánh hát hay quá à. Mà nhất là cô đào hát kia kìa, người ý đâu mà vừa hát hay là vừa xinh đẹp nữa. Phải chị cô ta chịu làm bà chính của tôi thì hay quá hen. Ông Khải nghe lão Chánh Cẩm nói vậy, liền được thể mà khoe khoang. Để mời được gánh hát này, tôi phải bỏ ra số tiền không nhỏ ở đâu. Hai người nhìn nhau mà nở một nụ cười khả ố. Dưới sân, những tiếng rì rầm cũng không ngớt. Đẹp, đời tôi tới vợ 50 tuổi rồi mà chưa từng thấy người con gái nào đẹp vậy đó. Tôi nghe nhiều người nhắc tới vợ đẹp cô đào hát Mai Hương rồi, mà nay mới được nhìn thấy, quả là cổ đẹp thiệt hen. Mặc cho những lời khen trầm trồ trước nhan sắc của Mai Hương, lúc này xin vẫn ngắm nhìn cô một cách say mê, anh như đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào của cô. Lúc này trên sân khấu, bất giác Mai Hương nhìn xuống vị trí nơi Sinh đang ngồi, ánh mắt của hai người chạm nhau khiến cô bối rối. Hai trái tim như có một cảm xúc lạ đang dâng trào. Sau buổi biểu diễn, ai nấy ra về mà không khỏi tiếc nuối, còn ông Bá Hộ Khải thì hài lòng lắm. Thấy con trai của mình nhìn cô đào hát Mai Hương một cách say đắm, ông liền có ý hỏi cưới cô làm lẽ cho Sinh. Vì Liên, vợ của Sinh đã mấy năm nay không có con, mà nhà ông thì có mỗi mụn con trai. Cứ như vậy thì đến bao giờ ông mới có người nối dõi? Tối hôm đó, ông Khải mời cơm riêng ông Sáu và Mai Hương để tạo cơ hội giới thiệu con trai mình với Mai Hương và ngỏ lời muốn hỏi cô cho con trai. Lúc ngồi vào bàn ăn, Mai Hương giật mình vì có cả người đàn ông đêm qua cô gặp. Vừa ngồi xuống ghế thì Mai Hương đã bị một cái liếc xéo của Liên. Tôi giới thiệu với anh Sáu và cô Mai Hương, đây là Sinh, con trai của tôi, còn đây là con dâu tôi. Vừa nghe đến đây, bất giác, trong lòng Mai Hương có chút không thoải mái. Còn Sinh, trên khuôn mặt anh cũng có chút không vui. Lúc này, Liên như muốn chứng minh điều gì đó, liền khoát tay chồng rồi nói. Cô Mai Hương đã có gia đình chưa? Dạ chưa. Làm cái nghề ca nương như cô, chắc khó lấy chồng lắm phải không? Chỉ được cái mua vui cho thiên hạ thôi. Nhận thấy những lời Liên nói rất nặng nề, Sinh liền cầm tay vợ mà bỏ ra khỏi tay mình, rồi nhìn cô với ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Còn Mai Hương với ông Sáu thì cảm thấy bị xúc phạm sau cái lời nói của cô con dâu nhà Bá Hộ Khải. Nhận thấy nét mặt có vẻ không vui của ông Sáu, nên ông Khải liền đỡ lời. Nè, mọi người ăn đi nghe. Các món hôm nay tôi đặc biệt dặn nhà bếp làm để thiết đãi anh Sáu và cô Hương đây đó. Trong suốt bữa cơm, thỉnh thoảng Sinh lại lén nhìn trộm Mai Hương. Nhưng vô tình, cô lại bắt gặp ánh mắt của anh. Cả hai ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng Liên cũng rất tinh ý khi nhìn thấy ánh mắt lạ của chồng mình nhìn Mai Hương. Sau một hồi nói chuyện thăm dò, thì ông Khải cũng biết rõ về gia cảnh của Mai Hương. Cô là trẻ mồ côi, được ông Sáu nhận nuôi từ bé và dạy cho cái nghề ca nương. Lớn lên cô đi theo cha nuôi để biểu diễn khắp nơi. Tuy gia cảnh nhà Mai Hương không môn đăng hộ đối, nhưng ông Khải biết con trai của mình trong lòng đã ưng người con gái này. Khi xưa, ông Khải đã ép con trai phải cưới người mình không yêu, để Sinh luôn sống trong cuộc hôn nhân gượng ép không chút hạnh phúc. Nhìn con mấy năm nay lúc nào cũng âu sầu, trong lòng người làm cha như ông cũng có chút say sức. Nhất là ông muốn lấy thêm vợ cho con, để tiếp hương quả nhà này. Tối hôm đó, ông Khải cho gọi hai vợ chồng Sinh lên mà nói chuyện về vấn đề cưới thêm vợ lẽ cho Sinh. Cha gọi hai vợ chồng con lên là có chuyện muốn nói. Hai đứa lấy nhau đã lâu mà vẫn không thấy có con. Cha già rồi, cũng muốn thấy mặt cháu trước khi qua đời. Với lại nhà này cũng cần người hương quả, nên cha muốn cưới vợ lẽ cho thằng Sinh. Vừa nghe đến đây,
Hai vợ chồng Sinh nhìn ông Khải với ánh mắt ngạc nhiên, nhất là Liên. Mặt ả như biến sắc, rồi ả đứng phắt dậy mà nói. Cưới vợ lẽ hả? Con không đồng ý đâu, nhất định con không có đồng ý. Ông Khải bình tĩnh nhấp chén trà, rồi nhìn đứa con dâu nói giọng đanh thép. Việc cưới hay không, không đến lượt cô quyết định. Thậm chí tôi cũng có thể đuổi cô ra khỏi căn nhà này, mà không cho một hào một cắt nào. Cô thử nghĩ xem, từ ngày cô về cái nhà này tính đến nay đã mấy năm rồi, mà cô chưa một lần sanh nở. Cô xem, cô đã làm tròn bổn phận dâu con chưa? Nghe những lời bố chồng nói, cả người Liên như tê cứng. Ả không thể nói thêm lời nào, vì ả biết nếu làm quá thì mình sẽ ra đi tay trắng, mà ả đâu phải cái loại người dễ buông bỏ. Trong đầu của ả nghĩ, lão già kia, sao mau chết quách đi. Ông muốn đuổi con này đâu có dễ đâu. Cứ chờ xem, tao sẽ không để cho chúng mày đắc ý đâu. Biết là nóng nảy sẽ hư đại sự, nên ả lại mềm mỏng mà nói. Dạ, con biết con chưa làm tròn bổn phận, chưa xin được con nối dõi cho gia đình mình, nên con xin để bố định đoạt. Ông Khải tham lam thật, nhưng cũng không phải là người cạn tàu ráo máng, nên ông không bắt con bỏ vợ, mà chỉ lấy thêm vợ lẽ cho con trai. Với lại xuất thân của Mai Hương cũng không được môn đăng hộ đối, như vậy sẽ bị đàm tiếu không hay, chi bằng cứ để Liên ở lại, lấy danh nghĩa vợ của Sinh mà chăm sóc cho gia đình chu toàn. Còn Mai Hương chỉ có nghĩa vụ sinh con nối dõi cho nhà này thôi. Sinh toàn lên tiếng, thì ông Khải đưa tay ngắt lời. Người cha muốn cưới hỏi cho con chính là Mai Hương. Ý cha đã quyết, các con chỉ việc nghe theo mà thôi. Mai Hương! Cả hai vợ chồng đều đồng loạt ngạc nhiên, nhất là Liên. Cô không hiểu sao người cha chồng của mình rất coi trọng sĩ diện mà lại cưới cho con mình một đào hát về làm vợ, trong khi ông có thể cưới cho Sinh người vợ môn đăng hộ đối gia đình khá giả. Còn Sinh toan lên tiếng phản đối thì nghe cha nói cưới Mai Hương cho mình thì anh cảm thấy vui trong lòng. Tuy chỉ mới gặp Mai Hương cũng chưa nói chuyện nhiều, nhưng trong lòng anh cũng có thiện cảm với cô. Hay nói đúng hơn, trái tim Sinh đã rung động trước cô. Cha, sao cha lại cưới một đào hát về làm dâu con ở trong cái nhà này? Liên nói với cái giọng điệu gay gắt, nhưng ông Khải đã cắt ngang. Đó là quyết định của ta, không có ai có quyền lên tiếng. Ông Khải biết rằng đứa con dâu của mình sẽ phản đối gay gắt, chứ còn Sinh thì ông biết trong lòng của anh đã ưng Mai Hương, nên ông mới quyết định như vậy. Sáng sớm, ông Khải đã cho mời ông Sáu lên nhà trên để nói chuyện, rót chén nước trà, vừa mới hãm mời ông Sáu. Nhìn vẻ mặt đầy suy tư của ông Khải, ông Sáu hỏi, có chuyện gì mà muốn nói với tôi sao? Tôi... Chúng ta là chỗ quen biết lâu năm, có gì ông cứ nói đi, không cần phải khách sáo gì đâu. Ông nói vậy thì tôi cũng thưa chuyện với ông luôn. Tôi muốn hỏi con bé Mai Hương, con nuôi có ông ấy, cho thằng Sinh nhà tôi. Ông Sáu nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Ông nói vậy là sao? Không phải cậu Sinh nhà mình đã có vợ rồi à? Đúng, tôi muốn hỏi cưới con bé Mai Hương làm lẽ cho thằng Sinh. Ông cũng biết hoàn cảnh nhà tôi rồi đó. Tôi cũng không giấu ông nữa. Con vợ thằng Sinh nó từ ngày lấy về có sanh nở được gì đâu. Với lại giữa hai đứa không có tình yêu, nên hôn nhân á không có được hạnh phúc. Tôi thấy thằng Sinh cũng để ý tới con Mai Hương, nên tôi mới xin ông gả con bé về làm dâu nhà tôi. Ông yên tâm đi, tôi cam đoan với ông không để con bé nó thiệt thòi gì đâu khi nó sống trong căn nhà này. Chuyện này để tôi hỏi lại ý con bé cái đã. Ông với con bé cứ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi đi. Còn đây là tiền công của ông. Nhìn túi tiền trên bàn, ông Sáu ngạc nhiên hỏi. Sao ông đưa tôi nhiều tiền quá vậy? Nhiều nhặn cái gì đâu. Bắt ông lặn lội đường xa tới như vậy là thiệt cho ông rồi đó. Ông Sáu nở nụ cười thỏa mãn rồi nói. Vậy được, tôi xin phép ông nghe. Tiễn chân đoàn hát. Ngoài ông bá hộ Khải còn có Sinh.
Thậm chí mấy người dân còn bỏ cả việc đồng án để đi tiễn đoàn hát. Mà chủ yếu là họ muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của cô đào hát Mai Hương thêm một lần nữa, vì không biết khi nào lại được nhìn thấy cô. Những tiếng xích xoa đầy tiếc nuối cứ vậy mà vang lên. Thằng Xéo giác cái cuốc trên vai mà thẫn thờ nhìn theo cái bóng dáng Mai Hương. Người đâu mà đẹp vậy chứ, ước gì em... Chưa nói hết câu, thì thằng Xéo đã bị thằng Toàn đánh một cái và quay đầu rồi nói với giọng mỉa mai. Ước ước cái gì? Ngồi đó mà ước, đĩa mà đòi đeo chân hạt à? Mày nhìn lại mày đi, hai bữa cơm còn lo không có nổi nữa, ở đó mà bày đặt. Thằng Xéo nghe bạn mình nói vậy, thì cái bản mặt yểu như cái bánh đa gặp nước. Nó không nói gì mà chỉ thầm tủi thương cho cái phận mình. Khi chiếc xe ngựa chở cánh hát đã đi một đoạn, thì ông Khải cũng đi vô nhà. Chỉ còn Sinh vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng đoàn xe đang khuất dần, vẻ mặt như đượm nét ưu tư. Còn Mai Hương, cô cũng nhìn lén về phía sau, thấy Sinh vẫn còn đang đứng đó. Lúc này chợt lòng cô thấy bồi hồi đến lạ, bất giác môi cô nở một nụ cười. Mai Hương đang thu dọn đồ đạc thì từ phía sau một cái bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi giơ tay vỗ mạnh vào mông của Mai Hương một cái. Cô chỉ đứng im lặng không nói gì khi bị sàm sỡ như vậy. Có lẽ Mai Hương bị như vậy quen rồi, nên cô cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng không có nghĩa là cô đồng thuận với hành động vừa rồi, mà đơn giản cô biết mình không thể làm gì hơn. Rồi cánh tay đó ôm lấy eo Mai Hương, hắn áp sát thân thể vào Mai Hương, nhẹ nhàng hôn lên gáy của cô. Thơm quá, thơm quá. Hắn siết chặt Mai Hương vào người hắn hơn để hít hà mùi cơ thể cô. Lúc này, Mai Hương có vẻ khó chịu. Cô gỡ cánh tay hắn ra rồi nói. Hôm nay tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Một giọng cười đầy khả ố vang lên. Mày làm gì có quyền từ chối tao chứ, hả? Hắn tiến đến trước mặt Mai Hương, dùng bàn tay thô bạo mà bóp lấy cổ cô. Ánh mắt sắc lạnh trợn trừng nhìn cô với cái giọng mỉa mai. Mày nên nhớ, mày chỉ là một con đào hát mà. Không, nói đúng hơn chỉ là một con điếm mà thôi. Mày đừng tưởng tao không biết gì. Mày liếc mắt đưa tình với thằng sinh con nhà bá hộ Khải, đúng không? Nói mau lên. Tao biết, tụi mày phải có gì với nhau nên thằng cha đó nó mới xin cưới mày cho nó. Mày tưởng mày thoát khỏi tay tao mà dễ hả? Không, không dễ vậy đâu. Lúc này Mai Hương cố giằng lấy tay của tên đàn ông khốn nạn kia ra khỏi cổ mình. Cô hít thở một cách khó nhọc, hai mắt cô trợn trừng hằn lên những tia máu đỏ. Thấy Mai Hương như vậy, tên đàn ông mới buông tay ra. Cả thân thể Mai Hương nằm lăn dưới nền đất. Gã đàn ông đốn mặt kia ngồi xuống cạnh nâng cầm cô lên mà nói. Mày là con đàn bà của tao, đừng có mơ mà thoát khỏi tay tao đâu. Lão ẩm sóc Mai Hương lên giường mà giở trò đồi bại với cô. Mai Hương chỉ biết nằm im nhắm chặt mắt mà không dám kháng cự. Sau khi xong việc, hắn mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đường hoàng bước ra khỏi phòng của Mai Hương. Khi cánh cửa được đóng lại, cũng là lúc Mai Hương bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát đầy tủi nhục không ngừng rơi. Cô cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, tay cô cầm vội cái áo để che đi phần thân thể trần trụi nhơ nhuốc của mình. Trong đôi mắt chứa đầy lệ nóng, đang nhìn vô định vào không gian, nơi ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy đang cháy, một ký ức đau thương chợt hiện về. Ngày đó, khi nạn đói và dịch bệnh hoành hành dữ dội sau trận lũ lớn, cây cối nhà cửa bị cuốn trôi hết, cả một ngôi làng giống yên bình, nay xác xơ tiêu điều, người chết nằm la liệt, thậm chí không có nổi một manh chiếu mà quấn lấy xác, những nấm mộ tập thể mọc lên như nấm. Bên vệ đường, những người ăn xin chỉ còn da bọc xương, cứ lay lất ngồi đợi cái chết. Trong đôi mắt trũng sâu, không còn thần sắc, tràn đầy sự tuyệt vọng cùng cực của một kiếp nhân sinh. Hôm đó, vợ chồng của lão Sáu có việc đi ngang qua ngôi làng của Mai Hương đang ngủ. Nhìn cảnh vật nơi đây,
Ông Sáu chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Mùi hôi thối của xác người, xác động vật hòa vào nhau, tạo nên một mùi hôi đến tổm lộm. Có những cái xác chết đang phân hủy, dòi bỏ lúc nhúc mà người sống vẫn cứ nằm cạnh bên đó. Nè, ông ơi, ông coi kìa, có con bé ăn mày nó đang ngồi kia kìa. Nhìn nó cũng xinh đẹp quá hen. Thôi, mình đem nó về làm việc cho nhà mình được không ông? Nhìn theo phía tay của vợ, ông Sáu thấy một con bé chừng 10 tuổi gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, nhưng nhìn khuôn mặt rất xinh xắn, thông minh. Ông ta gật gù. Đem nó về giúp việc cho gánh hát nhà mình cũng được. Nuôi nó ăn ngày ba bữa cũng không đáng là bao. Không phải mướn người, lại đỡ tốn thêm một khoản nữa. Nghĩ là làm, ông Sáu tiến đến trước mặt Hoa, đặt trước mặt nó một nắm cơm mà ông ta mang theo để ăn dọc đường. Nhìn thấy nắm cơm, Hoa nuốt nước miếng mà thèm thuồng. Nhưng ánh mắt vẫn sợ sệt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Ăn đi. Ông Sáu nói một cách nhẹ nhàng, nhưng như thể xoa dịu sự đề phòng của Hoa. Bụng nó đang réo lên ùng ục. Đã mấy ngày nay không có gì bỏ bụng rồi. Vì vậy nó mặc kệ mà chụp lấy nắm cơm trước mặt, ăn lấy ăn để. Lão Sáu nhìn qua rồi cười lên khanh khách như thể đắc chí lắm. Mày đi theo tao về giúp việc cho nhà tao. Ngày tao cho ăn ba bữa, chứ ở đây chỉ chết đói thôi. Lúc này Hoa nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đầu cô không có thể lường trước được những điều mà ông ta đang toan tính. Nó vội vàng gật đầu. Nó chỉ biết rằng mình sẽ được ăn, sẽ không phải chết đói như bố mẹ nó, và sẽ không phải sống lay lất mà chờ chết như những người dân khốn khổ nơi đây. Ngồi trên xe ngựa, nó đưa ánh mắt đượm buồn nhìn lại ngôi làng mà nơi nó sinh ra và lớn lên. Hình ảnh ngôi làng sơ xác cứ xa dần, hai dòng lệ lăn dài trên đôi má khờ dại của nó. Bà Đào nhìn thấy Hoa khóc thì liền tỏ ra bực bội, mụ liền nói với cái giọng khó chịu. Khóc lóc cái gì? Mày đi theo vợ chồng tao được ăn ngày ba bữa cơm, không phải chịu cái cảnh đói rách màn trời chiếu đất, có chỗ mà che mưa che nắng. Mày phải thấy biết ơn vợ chồng tao mới phải chứ. Ngồi đó mà khóc lóc cái gì? Thôi nín đi, nghe nhức tai lắm rồi đó. Những lời nói gay gắt của bà Đào Hoa thấy sợ hãi. Nó bèn lau dội những giọt nước mắt rồi ngồi lặng im. Còn ông bà Sáu thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, vì không mất đồng nào mà kiếm được con bé về làm việc. Hoa rất chăm chỉ làm việc, nên ông bà Sáu rất quý cô. Càng lớn Hoa càng xinh đẹp, nét đẹp của nàng thiếu nữ mới độ xuân thì, khiến không biết bao nhiêu chàng trai phải si mê, và tất nhiên trong số đó có cả lão Sáu. Ánh mắt của lão Sáu bây giờ nhìn Hoa đã khác lúc trước, một ánh mắt mang đầy dục vọng. Lão lúc nào cũng mượn cớ để có cơ hội ở riêng với Hoa, thậm chí lão cũng từng cố tình mà đụng chạm thân thể cô, rồi làm như đó chỉ là sự vô tình mà thôi. Con Hoa đâu rồi? Lên đây tao coi. Nghe thấy ông Sáu gọi, Hoa vội vã lau cái tay ướt vào vạt áo, mà ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên xem ông gọi gì. Dạ, ông có gì sai con? Pha cho ông ấm nước mới đi, nhanh lên. Dạ. Lúc Hoa tiến đến cái bàn lão Sáu đang ngồi, thì ánh mắt của lão dán chặt vào đôi chân đang sắn quần ống thấp ống cao của Hoa, mà trong lòng như không kiềm chế được cơn dục vọng. Lão toan đưa tay lên chạm vào đùi của Hoa, thì từ trong buồng bà Đào đi ra, khiến cho lão giật mình mà đưa tay lên che miệng, giả bộ ho lên mấy tiếng. Thấy chồng như vậy, bà Đào nói với cái giọng lo lắng. Tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi, trời mùa này sáng sớm nhiều sương, ngủ dậy thì mặc thêm cái áo vô đi giùm tôi một cái, mặc phong phanh như vậy lại bệnh cho mà coi. Lão Sáu nhìn vợ, rồi ậm ừ mấy tiếng cho qua. Lão vẫn còn ngây người ra, vì cái mùi thơm thoang thoảng trên người Hoa vẫn còn trong tâm trí. Cứ lần nào gánh hát của lão Sáu nhận được lời mời đi biểu diễn ở xa, là lão lại vui mừng ra mặt,
vì lão được thể tranh thủ mà ong bướm bên ngoài. Những ngày tháng sống trong nhà của lão Sáu và đi theo gánh hát để phụ việc, Hoa nhìn các cô chú anh chị biểu diễn mà cô say mê từ lúc nào. Hễ khi nào rảnh, cô thường trốn ra một góc nào đó rồi tập hát, tập biểu diễn như các diễn viên trong đoàn. Cũng nhiều lần lão Sáu bắt gặp Hoa đang say mê tập hát. Lão nhận thấy cô hát rất hay. Nếu được đào tạo, thì với ngoại hình xinh đẹp như vậy, cùng giọng hát trời phú, thì chắc chắn cô sẽ giúp gánh hát của lão kiếm được bội tiền. Tính là vậy, nên lão để cho Hoa tập diễn với mọi người. Không ngoài dự tính, chỉ sau mấy tháng, Hoa đã là một đào hát thực thụ. Lần đầu tiên lên sân khấu hát, cô được mọi người yêu mến vô cùng. Rồi cứ vậy, cô như con gà đẻ trứng vàng cho nhà lão Sáu. Lão quyết định đổi tên cho Hoa thành Mai Hương. Vợ chồng lão cũng nhận cô làm con nuôi, mà mục đích chính là dễ bề sai khiến quản lý cô. Hôm đó, gánh hát của ông Sáu được mời lên tận trên tỉnh để phục vụ nhà quan lớn. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của Mai Hương, lão quan lớn đã ngót lục tuần, tưởng chừng đã cạn kiệt sinh lực, mà nay bỗng thèm khát được ân ái với cô. Vậy là một kế hoạch bẩn thỉu vô lương tâm đã được bày ra. Ông Sáu với lão quan lớn đang ngồi chén chú chén anh bàn chuyện, mà cái chuyện hai lão bất lương này đang nói đến là việc mua bán thân xác của Mai Hương. Vậy mày thấy cái giá tao đưa ra sao? Chỗ tiền này không phải nhỏ đâu à nghe. Nhìn thấy tiền ở trên bàn, lão Sáu biết là không hề nhỏ. Đừng nói đến cái việc mua trinh tiết của một người con gái, mà nó còn mua được cả mạng người cũng nên. Nhưng lão Sáu vẫn băn khoăn lắm, vì lão muốn lão phải là người đầu tiên chiếm được thân xác của Mai Hương. Nhận ra sự đắn đo trên khuôn mặt của lão Sáu, lão quan lớn mới cười một cách gian xảo. Thật ra, ta không phải là người sống không có lý. Chứ mày nghĩ coi, nếu tao mà muốn, thì mấy con Mai Hương mày cũng phải dâng cho tao, chứ đừng nói tao phải trả tiền này đâu. Lão nhìn sang ông Sáu, mặt mày đang tái mét mà cười lớn. Ông Sáu hiểu lão đang nói cái gì chứ. Lão đang dùng quyền hành của mình mà ép ông. Ông Sáu sợ hãi chắp tay nói. Dạ bẩm ông, con nào dám có gì khác đâu. Con Mai Hương nhà con được ông đây để mắt tới là phước đức của nó rồi. Nó phải cảm ơn quan mới đúng chứ. Lão quan đẩy túi tiền về phía ông Sáu. Lão đưa cho ông một gói thuốc rồi nói. Cho con Mai Hương uống cái này, rồi nửa đêm tao tới. Đưa tay mà đỡ lấy gói thuốc từ tay con lão quan lớn. Ông Sáu cứ gật đầu lia lịa, rồi dân dân dạ dạ. Nhưng trong lòng của lão thì có chút tiếc nuối, khi mình không được là người đầu tiên chiếm được thân xác của Mai Hương. Chị Mai Hương ơi, ông Sáu nói chị ăn chén yến này đi. Đây là của quan lớn cho đó, ăn luôn đi chị. Mai Hương nhìn con bé mỉm cười. Em ăn với chị đi. Con Thu nó lắc đầu xua hai tay, nói với cái giọng sợ hãi. Không được đâu chị ơi, ông Sáu nói chén yến này chỉ mình chị Mai Hương được ăn thôi. Nè, chị ăn đi nghe, em đi làm việc đó. Con bé Thu không để Mai Hương nói thêm câu nào mà chạy biến đi mất. Bừng chén yến lên, Mai Hương ăn một cách ngon lành. Vừa ăn hết chén yến, cũng là lúc Mai Hương cảm thấy buồn ngủ. Cô cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu như không còn sức lực. Mai Hương dội lên giường nằm nghỉ, hai mắt của cô từ từ khép lại. Nửa đêm, ngoài trời đang mưa tầm tã, những cơn gió lùa qua tán lá cây tạo nên những âm thanh nghe thật rùng mình. Thỉnh thoảng, những tia chớp lại lóe lên trong đêm đen như muốn đánh tan một âm mưu mà bóng đêm đang đồng lõa. Bóng một người đàn ông từ từ lấm lét đi vào phòng. Trong ánh đèn dầu le lói đó, lão quan lớn tiến đến giường của Mai Hương. Lão ngay người ra mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của cô. Lão khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười nham hiểm. Rồi lão quan đã ngót lục tuần này, lấy trong túi ra một chai nước nhỏ. Cứ vậy, lão ngửa cổ thu một hơi hết sạch. Lão cởi bỏ hết quần áo trên người của Mai Hương. Mai Hương mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình mà nhìn người đàn ông trước mặt.
cô toan vùng dậy, thì cả cơ thể cô nặng trĩu không thể cử động được. Mai Hương dùng chút hơi yếu ớt của mình mà kêu cứu, thì bị lão quan lớn nhét áo vào miệng. Nhìn xuống thân thể của Mai Hương, lão quan mới cảm nhận được cái thứ thuốc thần dược mà lão vừa uống, bây giờ đang phát huy tác dụng. Cảm giác cơ thể lão đầy sung mãn, lão lao vào cô như một con thú khát tình từ lâu, mặc cho những giọt nước mắt đau đớn và sự kháng cự yếu ớt của Mai Hương. Bàn tay Mai Hương cào chặt lấy tấm chiếu dưới thân mình, nét mặt xinh đẹp hiện rõ sự đau đớn đến cùng cực. Lão già đáng tuổi cha của cô thì cứ mặc sức mà chiếm lấy thân thể cô một cách dồ dập, đê tiện. Ngoài cánh cửa, lão Sáu đang nhìn trộm những gì diễn ra trong phòng. Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng là thân hình nung núc thịt của lão quan đang hành sự đầy mãnh liệt trên thân thể của Mai Hương. Ánh mắt của lão Sáu ánh lên đầy tia tức giận. Sau những giây phút thỏa mãn đầy thú tính, lão buông những lời đầy tục tiểu kinh tởm. Lão vội vã mặc quần áo rồi rời đi, mà trong lòng vẫn chưa hết sự lâng lâng đầy thỏa mãn. Bóng dáng của lão vừa khuất, lúc này Mai Hương cố gồng một chút sức yếu và kéo lấy cái mền che đi thân thể lõa lồ của mình. Thì một bóng dáng thân quen xuất hiện. Trong căn phòng chập chờn ánh đèn, Mai Hương nhận ra người đàn ông trước mặt không ai khác chính là ông Sáu. Cô ngạc nhiên nhìn về phía của ông. Cha, cha... Rồi nước mắt cô bỗng tuôn rơi. Cô như muốn trút bỏ bao nhiêu ấm ức tủi hận và muốn tìm sự che chở của một người cha. Nhưng cô bàng hoàng khi nhận ra ánh mắt khác thường của lão Sáu. Trong ánh mắt của lão chứa đựng đầy sự dâm dục và hờn giận. Mai Hương bắt đầu sợ hãi. Cô hoảng loạn nhưng không thể làm gì hơn khi toàn thân cô không còn chút sức lực để kháng cự. Lão Sáu giật phăng cái chăn trên người của Mai Hương ra. Lão lao vào cô một cách đầy cuồng bạo, không khác gì một con thú hoang đang động tình. Con xin cha, làm ơn đừng mà, con cầu xin cha. Mai Hương cắn mạnh vào tay của lão Sáu, khiến cho lão đau đớn mà buông cô ra. Nhưng rất nhanh, lão đưa tay tát mạnh vào má cô, khiến môi của Mai Hương bật máu. Lão túm tóc cô rồi nói. Đừng có gọi tao là cha. Mày chỉ là con ăn xin tao lụm về nuôi. Bây giờ đến lúc mày phải đền ơn tao rồi đó. Dù sao mày cũng không còn gì để mất đâu mà phải giữ gìn chứ. Bây giờ mày chỉ là một con điếm. Tao đã bán mày cho lão già kia đó. Giờ đây Mai Hương mới cảm thấy sự thật tuyệt vọng và nhục nhã. Thì ra bấy lâu nay người cô rất mực tôn trọng gọi là cha chỉ coi cô như món hàng hóa, và bây giờ lại coi cô như một nơi để giải tỏa dục vọng đê hèn. Mai Hương nằm im bất động, cô không còn sức mà kháng cự. Cô hiểu, rồi đây, những ngày tháng sau này của mình sẽ không được bình yên. Nước mắt của cô cứ vậy mà tuôn rơi, những giọt nước mắt chua xót cho phận đời đầy truân chuyên. Còn lão Sáu, hắn cứ mặc sức mà hành sự trên thân thể đầy đau đớn của Mai Hương. Trong cái cảm giác thỏa mãn dục vọng đôi khi là sự đố kỵ tức giận, khi lão không thể là người đầu tiên chiếm đoạt Mai Hương. Sau những cơn nhục dục thấp hèn, thì lão Sáu cũng lăn ra ngủ. Còn Mai Hương vẫn nằm đó, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà, những giọt lệ vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Sau đêm định mệnh đó, thì Mai Hương giờ đây nghiễm nhiên trở thành nơi giải tỏa của lão Sáu. Cho đến một ngày, việc lão vụng trộm với Mai Hương đã bị bà Đào, vợ lão, phát hiện. Bà Đào tính sang làng bên thăm em gái mấy hôm, nhưng bữa nay bà lại về sớm hơn dự định. Lúc đi ngang phòng của Mai Hương, bà nghe như có tiếng gì đó rất lạ, như thể có tiếng đàn ông trong phòng. Bà Đào đi nhẹ nhàng áp sát tay vào cánh cửa để nghe ngóng, thì bà giật mình khi nghe thấy những tiếng thở gấp cùng giọng cười của một người đàn ông. Bà Đào tức giận, nghĩ thầm trong bụng. Cái con ranh này, tưởng đâu mà chính chuyên lắm chứ.
Ai dè mày cả gan đem trai về nhà tao mà hú hí nữa. Hôm nay bà phải cho mày một trận mới được. Bà định gọi người đến đánh cho Mai Hương và gã nhân tình của nó một trận, thì bà Đào chợt nghĩ. Nó bây giờ là con gà đẻ trứng vàng cho nhà mình. Gánh hát nhà mình nhờ nó mà kiếm bội tiền. Bây giờ mà làm to chuyện thì chỉ thiệt cho mình thôi. Nghĩ vậy, bà Đào không gọi người nữa mà tự mình bước vô phòng của Mai Hương. Dù không làm lớn chuyện, nhưng bà cũng phải dạy cho hai đứa trời đánh này một trận thì bà mới hả dạ, chứ không để nó lộng hành như vậy được. Cánh cửa phòng vừa mở ra, thì bà Đào như chết lặng. Khuôn mặt bà bây giờ tràn đầy vẻ tức giận kèm đau đớn. Trong ánh mắt người đàn bà luôn một lòng một dạ với chồng, giờ đây phải tận mắt chứng kiến cảnh ông ta đang phản bội mình. Bà Đào cũng biết việc ông Sáu thỉnh thoảng cũng ong bướm bên ngoài. Nhưng bà mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, vì việc đàn ông thời đó năm thê bảy thiếp là lẽ thường. Nhưng bà không thể ngờ ông ta ngang nhiên hành sự trong nhà của mình, mà càng không nghĩ đến việc ông ta giàn díu với chính đứa con gái mà ông ta coi là con nuôi. Còn lão Sáu, khi nhìn thấy vợ, thì lão giật mình buông Mai Hương ra. Có lẽ sự tức giận khi bị phản bội đã lên đến đỉnh điểm, bà Đào gào lên trong nước mắt. Ông nói đi, vậy là sao? Ông và nó có thể làm ra cái việc loạn lung như vậy hả? Lão Sáu nhìn vợ rồi nhếch môi cười. Bà coi nó như là con từ bao giờ vậy? Nó đâu có quan hệ máu mủ gì với tôi đâu. Chỉ là vui vẻ một chút thôi, chứ mất mát cái gì đâu mà bà phải loạn lên vậy chứ, hả? Nghe chồng nói thì bà Đào như chết lặng. Bà nhìn về phía Mai Hương. Cô đang sợ hãi thu mình vào một góc mà khóc. Bà Đào liền lao tới nắm tóc cô, liên tiếp tát mạnh vào mặt cô. Mai Hương không hề phản kháng mà cứ để im cho bà Đào mặc sức đánh mình. Bà làm gì nó thì làm đi, nhưng chừa cái mặt nó ra, để nó còn kiếm tiền. Chứ bà mạnh tay quá thì đừng có trách tôi đó. Lão Sáu nói xong rồi đóng cửa đi ra ngoài. Lúc này bà Đào thay vì đánh vào mặt Mai Hương, bà chuyển sang cấu déo lên người cô. Bà cứ vậy mà hành hạ thỏa cơn cuồng ghen trong lòng. Vì bà nghĩ Mai Hương đã dụ dỗ chồng bà, những cơn ghen tuông đã làm mờ lý trí của bà, hay chính bản thân của bà đang phủ nhận rằng việc chồng bà vốn là người trăng qua và Mai Hương mới là người bị chồng bà cưỡng đoạt. Cái con hồ ly này, ta thương tình mày đói rách mà mang mày về đây cho mày ăn, cho mày mặc, mà bây giờ mày dụ dỗ chồng tao, cái loại ăn cháo đá bát này còn khốn nạn. Có lẽ sự việc ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của Mai Hương. Lúc này cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt của bà Đào rồi từ từ cô cởi cúc áo ra. Khi cái áo vừa rơi xuống đất, bà Đào chợt ngây người. Bà nhìn vào cơ thể của Mai Hương mà rùng mình sợ hãi. Trên làn da trắng nõn nà là những vết thâm tím chằng chịt, vết cũ vết mới cứ đan xen vào nhau. Lúc này Mai Hương cười trong nước mắt. Bà ghen gì với tôi? Chồng bà, lão ta rất yêu bà nên mới không giày dò bà mà tìm tới tôi để thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn đó của lão. Mỗi lần hắn ân ái với tôi là mỗi lần thân xác của tôi bị hành hạ. Bà nhìn kỹ đi, nhìn kỹ coi trên cơ thể của tôi còn chỗ nào không bị hắn hành hạ không. Hắn ta là tên bệnh hoạn chứ không phải là người. Bà nói tôi dụ dỗ lão à? Chính lão ta đã bán tôi cho người ta, cũng chính lão ta đã cưỡng hiếp tôi, hành hạ tôi bao ngày qua. Bà có biết không? Bà có biết tôi đau đớn như thế nào không hả? Bây giờ bà nói bà lụm tôi về nuôi, nhưng tôi có ăn không đâu. Tôi làm từ sáng tình mơ tới đêm khuya mới được nghỉ. Tôi nghĩ ông bà thương tôi nên nhận tôi làm con, dạy tôi làm đào hát. Nhưng là tôi nghĩ vậy thôi, là tôi nghĩ ông bà tốt với tôi, thương tôi như con. Nhưng thực chất là ông bà chỉ lợi dụng tôi. Đã bao năm nay tôi đâu có biết một đồng một cắc nào đâu. Bà diễn lý do là mẹ tôi, bà giữ hết sạch tiền của tôi. Vậy bà nghĩ xem, trong cái chuyện này ông bà được lợi hay là tôi?
Mai Hương nói hết tất cả những chất chứa đau đớn trong lòng bao ngày qua. Cô vừa cười vừa khóc như điên dại. Còn bà Đào như chết lặng sau tất cả mọi việc đang diễn ra. Bà không nói gì, đi đến cầm chiếc áo của Mai Hương rồi quàng lên cho cô. Bà lẳng lặng bước đi, bỏ lại phía sau là người con gái đang tuyệt vọng đến cùng cực. Trở lại với thực tại, Mai Hương quể quải ngồi dậy sau khi nghĩ về những điều đau đớn mà trước kia mình đã trải qua. Còn trong phòng lão Sáu cứ ngồi mân mê chén trà, thỉnh thoảng lại thở dài một cái. Bà Đào thấy chồng như vậy liền hỏi. Có chuyện gì mà ông cứ thở dài vậy? Thì ông Phú Hộ Khải muốn hỏi con Mai Hương cho con trai lão. Lão nói sẽ trao sính lễ là hai đấu vàng. Nghe đến đây thì bà Đào vội vàng nói. Theo ông á, bây giờ tính làm sao? Còn tôi thì muốn gả Quách nó đi cho rồi. Mình già cả rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Làm sao mà quản lý gánh hát được hoài chứ? Số vàng đó, mình làm từ nay tới già cũng không có được đâu. Thấy chồng có vẻ lưỡng lự, bà Đào lại thúc giục. Ông đồng ý đi. Không có con Đào này thì tìm con Đào khác. Thiếu gì? Chứ để mất số vàng đó thì có làm cả đời cũng không có được đâu. Mà con Mai Hương bây giờ nó càng ngày càng khó dạy. Mà lỡ nó bỏ đi mất á, hay là nó ỉn cái bụng ra với thằng nào thì có phải mình thiệt thòi không? Ừ, được rồi. Để mai tôi xuống dưới đó nói chuyện với lão Khải. Nghe chồng nói vậy, bà Đào cười lên đầy sung sướng. Giọng bà Đào gọi lớn, khiến cho Mai Hương giật mình, vội vàng chạy lên nhà trên. Dạ, bà gọi tôi. Cô ngồi đi. Chúng tôi gọi cô lên đây là có chuyện muốn nói. Ông Phú Hộ Khải muốn hỏi cưới cô cho con trai của ổng là cậu Sinh. Cậu Sinh là người tử tế, là người có chữ có nghĩa, gia cảnh thì khỏi phải nói. Cô mà được gả vào nhà đó, khác gì bước chân vào hào môn đâu. Nghe đến đây, Mai Hương thoáng chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ vợ chồng của lão Sáu là chịu gả cô cho nhà ông Bá Hộ Khải. Ông bà muốn gả tôi cho họ thiệt sao? Ừ, thì thiệt chứ làm sao? Nhưng tôi muốn hỏi qua ý của cô, xem như thế nào rồi mới quyết định. Quả thật Mai Hương rất muốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Nhưng cô lo sợ cậu Sinh sẽ khinh bỉ cô khi biết cái quá khứ nhơ nhuốc của cô. Và cô cũng hiểu rằng vợ chồng lão Sáu chỉ hỏi cô cho có lệ thôi, chứ thực ra nếu họ muốn gả cô đi thì cô không thể nào mà từ chối. Vậy thì tùy ông bà. Ông bà Sáu nhìn nhau cười ra vẻ hài lòng lắm. Còn Mai Hương không hề biết rằng họ thu về một món tiền không hề nhỏ từ việc gả cô đi, mà thực chất ra là họ đang bán cô. Dạ thưa ông, có ông Sáu ở đoàn hát tới nhà chơi. Tiếng thằng người ở của nhà ông Khải nói từ sân vọng vô. Ông Phú Hộ Khải vội vàng chạy ra sân đón khách quý. Thật ra ông Khải biết lão Sáu sẽ quay lại đây để bàn về hôn sự của Mai Hương. Vì ông Khải biết cái số vàng mà ông bỏ ra để làm sính lễ đủ để cho người tham tiền với ông Sáu phải suy nghĩ thiệt hơn. Ông Sáu tới chơi à? Nè, mời ông vô đây đi. Chắc đi đường xa mệt lắm phải không? Mấy đứa tự bay xuống làm con gà thiến để mời cơm ông Sáu nghe không? Thôi thôi, ông không cần phải bày vẽ mận chi cho nó mệt. Ông phải ở lại nhâm nhi với tôi vài chén mới đặng ra. Rót chén trà mới pha mời lão Sáu, ông Khải tươi cười hỏi. Hai ông bà dạo này vẫn khỏe chứ? Cảm ơn ông, vợ chồng tôi vẫn khỏe. Hôm nay tôi lặn lội xuống đây cũng là có chuyện muốn thưa với ông. Ông Khải cũng biết lão Sáu đang định nói gì, nhưng ông làm như không hay mà nói. Có chuyện gì ông cứ nói đi, chỗ thân quen từ lâu rồi không cần phải khách sáo đâu. Thì là chuyện hôm trước ông hỏi cưới con Mai Hương nhà tôi đó cho cậu Sinh. Tôi cũng hỏi ý con Mai Hương rồi, nó cũng ưng cậu Sinh. Được ông với cậu Sinh đây để ý mà hỏi cưới nó về làm dâu con, đó cũng là phúc phận của nhà tôi. Nghe đến đây thì ông Khải cười nhẹ. Ông biết chứ,
biết rằng lão Sáu là ham cái xính lễ của mình mà gả con đi, chứ nào thương yêu gì cho cam. Được ông Sáu đây và cô Mai Hương đồng ý thì tốt quá. Vậy tôi xem ngày tổ chức cho hai đứa nó luôn đã. Dạ, mọi sự xin tùy ông và cậu đây quyết định. Xin từ nãy tới bây giờ đứng ở ngoài cửa nghe tất cả. Trên nét mặt của anh nở một nụ cười rạng rỡ. Anh đã yêu Mai Hương từ ngay giây phút ban đầu. Nay được kết phu thê với cô thì còn hạnh phúc gì bằng. Vậy là ngày hôn lễ đã nhanh chóng được định. Khi biết Mai Hương chuẩn bị lấy chồng, tất cả mọi người trong đoàn hát ai nấy đều tiếc nuối khi phải xa cô. Con về nhà chồng, khi nào rảnh lại về thăm mọi người nghen. Cô Hạnh rưng rưng nước mắt mà nói với Mai Hương, ai nấy cũng sụt sùi khi sắp phải xa cô. Những năm tháng cùng nhau sống và biểu diễn, cùng nhau trải qua những cay đắng ngọt bùi, Mai Hương coi những cô chú anh chị trong gánh hát như người thân của mình. Nên khi chia xa cô cũng có chút lưu luyến, tựa như đứa con gái sắp phải xa gia đình của mình. Nhất là con bé Thu, khi biết Mai Hương sắp phải đi lấy chồng, nó cứ ôm cô mà khóc. Đêm trước hôm Mai Hương xuất giá, bà Đào có đến tìm cô. Bà ta lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp đặt vào tay của Mai Hương. Bao nhiêu năm qua cô đã vất vả rồi. Tôi xin lỗi, nhưng cũng là phận phụ nữ. Tôi không thể làm gì khác hơn. Coi như kiếp này tôi nợ cô một ân tình. Mong cô về đó sống thật hạnh phúc. Đây là kỷ vật mà tôi đi lấy chồng, mẹ của tôi đã giao cho tôi. Bây giờ tôi trao lại cho cô nhận lấy đi. Rồi bà Đào sụt sùi nước mắt mà quay đi. Nhìn theo bóng dáng người đàn bà mà Mai đã từng căm giận, bây giờ cô lại thấy bà ta thật đáng thương. Suy cho cùng, bà ta cũng chỉ là một người phụ nữ, không có được tiếng nói trong cái xã hội này. Cô cầm chiếc vòng mà rơi hai hàng nước mắt. Thật tâm thì bà Đào cũng không phải loại người độc ác đến mức mất nhân tính, mà bà không thể làm gì khác hơn để thay đổi số phận của mình. Khi nghe thấy chồng nói về việc ông bá hộ Khải muốn hỏi cưới Mai Hương cho con trai, bà mừng lắm vì đã có cớ để Mai Hương ra khỏi nhà, để cô không phải chịu những giày vò về thân xác nữa. Thật lòng, đã có lúc bà Đào rất thương Mai Hương khi nhìn thấy cảnh cô lo lắng chăm sóc bà khi bà bị bệnh. Thậm chí cô thức sáng đêm để ngồi cạnh bà, canh lúc bà bị sốt, rồi trùm khăn nóng cho bà, quan tâm đến bà như một người mẹ ruột. Ngày đám cưới, ai nấy đều vui mừng, chỉ có Liên là nét mặt thất thần, không thể rặn ra nổi một nụ cười. Còn người làng Lệ Xá thì đến dây kính nhà ông Khải để ngắm cô dâu. Ai nấy đều bị vẻ đẹp dịu dàng của Mai Hương khuất phục mà quên đi việc xuất thân của cô chỉ là một cô đào hát. Ông Khải thì vui còn hơn cả chú rể, vì sắp tới đây ông sẽ thỏa cái niềm mong ước đã lâu là được ẵm cháu. Liên đứng một góc nhìn chăm chú về phía phòng tân hôn của chồng. Lúc này, trái tim của cô như nghẹn lại. Bây giờ, cô mới biết mình yêu sinh như thế nào. Nhìn anh cười nói vui vẻ bên Mai Hương mà cô bất giác thấy chạnh lòng. Từ trước đến nay, anh chưa từng cười như vậy với cô dù chỉ một lần. Có lẽ anh chưa từng phút giây nào động lòng với cô. Liên nắm chặt bàn tay, nước mắt cô bắt đầu rơi. Lần đầu tiên cô khóc. Lần đầu tiên cô cảm thấy tủi thân thất vọng đến như vậy. Có thể cô sai nhiều lắm, sai nhiều thứ lắm. Nhưng tình cảm cô dành cho chồng là thực sự. Trong ánh mắt đang ngấn lệ, bỗng lóe lên một tia giận dữ. Liên nhếch môi cười rồi nói. Tao sẽ không để mày cướp mất chồng của tao đâu. Có chết, tao cũng không để hai người được hạnh phúc đâu. Dưới ánh đèn dầu le lói, Mai Hương đang nằm trong vòng tay của chồng, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, còn xin khẽ ôm lấy tấm thân đang rung lên của vợ mà an ủi. Từ nay đã có anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu, tin anh đi. Mai Hương đã nói cho xin biết về tất cả những gì mình đã trải qua. Cô muốn nói thật cho anh biết mọi chuyện,
Còn định liệu ra sao thì cô để anh tự quyết. Cô trân trọng tình yêu của anh nên cô không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì. Còn xin, sau khi nghe vợ tâm sự về những nỗi đau của cô từng trải qua, thì anh không hề trách cứ hay tỏ ra khinh bỉ. Ngược lại, anh càng yêu thương vợ hơn. Xin yêu Mai Hương, một tình yêu xuất phát từ trái tim, nên anh nào màng những việc khác. Nhìn Mai Hương ngủ yên trong vòng tay của mình, xin khẽ mỉm cười. Giờ đây, anh đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Sáng sớm khi gà dừa bắt đầu cất tiếng gáy, Mai Hương đã dậy để làm việc cùng mọi người. Cô muốn chính tay mình chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mợ hai xinh quá à. Ừ, mợ hai đúng là vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nữa, chứ ai như... Nè. Mày cẩn thận cái miệng mày nghe không? Mợ Liên mà nghe được thì cái miệng mày không ăn cơm được đâu đó. Cả nhà này ai mà không biết đến sự ngang ngược độc ác của Liên. Hễ ai mà làm ả tức giận thì chỉ có nước ăn đòn mà thôi. Nhìn thấy Liên, Mai Hương vội vàng chạy đến rồi vui vẻ chào cô. Nhưng Liên không đáp lại lời của Mai Hương mà chỉ ném cho cô một ánh mắt nhìn sắc lạnh rồi bước đi, khiến cho Mai Hương thoáng chút buồn tủi. Từ ngày Mai Hương về nhà này, không khí trong căn nhà trở nên náo nhiệt hơn, thỉnh thoảng cô còn hát cho mọi người nghe. Mỗi lúc như vậy, Liên thường tức giận, nói những lời như đay như nghiến Mai Hương. Cái bọn cùng đinh kia, nhà tao trả lương để cho tụi mày trốn việc mà ngồi đàn đúng với nhau à? Còn cô nữa? Thưa mợ hai, mợ định biến người ăn kẻ ở trong cái nhà này thành phường ca kỹ như mợ hết hay sao? Dạ, em... Liên tiến tới, ả ghé sát vào tai của Mai Hương mà nói. Cái phường ca kỹ như cô á, mua vui cho cả thiên hạ này, chắc cô giỏi lấy lòng đàn ông lắm phải không? Dứt lời, ả cười lên thích thú, mặc cho Mai Hương đứng đó đôi mắt đỏ hoe. Từ ngày cô về làm vợ cho Sinh, anh dường như quên hẳn đi sự tồn tại của Liên. Chính vì điều đó, Mai Hương như một cái gai nhọn trong mắt của Liên. Không ai biết, cứ đêm về Liên đều đứng trong góc tối mà nhìn về phía phòng của Mai Hương. Nơi đó có người đàn ông mà cô gọi là chồng. Mỗi ngày cô đều sống trong sự ghen tuông bực tức khi nhìn thấy Sinh hết lòng chăm sóc lo lắng cho Mai Hương. Điều mà cô luôn mong đợi từ anh, mà trước giờ anh chưa từng thể hiện với cô. Liên trút hết những tức giận lên người làm trong nhà. Hễ ai làm cô bực mình thì cô không tiếc lời mà mạ lị hay đánh đập. Con lại đâu? Lên đây cho tao! Mau lên! Dạ, mợ gọi con. Liên ném cái áo vào mặt con lại rồi hét lớn. Con bà mày chứ! Tao kêu mày giặt áo! Mà mày cũng quên hả? Tao nuôi con chó nó còn biết giữ nhà, chứ nuôi cái loại mày chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi. Con lại run run chắp tay lại, rồi quỳ sụp xuống chân Liên mà van xin. Con xin mợ, mợ tha cho con, lần sau con không dám quên nữa đâu. Ả Liên nắm tóc nó, rồi vừa tát vừa chửi. Tha nè, cho chừa cái thói siêng ăn lười làm. Hai tụi bay không coi tao ra cái gì nữa, hả? Tao đánh cho mày chưa? Còn cái lũ kia, nhìn mà làm gương đi! Ả Liên vào nhà lấy một cái roi, ả từ từ tiến đến chỗ con lại. Ánh mắt ả hằn lên ghê rợn. Ả cầm cái roi mà giục mạnh vào tấm thân gầy guộc của con lại. Từng tiếng roi chát chúa vang lên, trên thân thể con lại những vết bầm đỏ bắt đầu nhiều dần. Nhìn nó đau đớn đến độ sắp ngất đi mà Ả Liên vẫn chưa muốn dừng tay. Mấy đứa người làm mặt mày tái mét, cứ đứng một chỗ chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến cảnh mợ cả ra tay một cách tàn ác như vậy. Như không thể đứng nhìn được nữa, Mai Hương chạy đến nắm lấy cây roi mà không ngừng cầu xin. Em xin chị tha cho nó đi, chị mà đánh nữa nó chết đó. Bỏ tay tao ra! Cái loại gái như mày không có tư cách để dạy tao đâu. Ả Liên giận dữ, giằng tay mình ra khỏi tay của Mai Hương,
rồi không ngừng dùng những lời lẽ sỉ giả cô. Những lần rồi lại dục xuống tới tấp, nhưng thay vì cầu xin, lúc này Mai Hương lao vào ôm lấy tấm thân của Lại. Nhìn thấy vậy, ả liền như càng điên máu, cứ thế cây roi quất càng mạnh lên hai người phụ nữ yếu ớt kia. Đúng lúc đó, ông Khải và Sinh về tới nơi, nhìn thấy Mai Hương toàn thân hằn lên những vết roi. Sinh tức giận lao tới tát mạnh một cái vào má của Liên rồi quát lớn. Cô một vừa hai phải thôi, đừng thấy tôi nhịn quá mà lẫn tới nghe không? Lần sau cô còn động tới Mai Hương, thôi sao không để yên cho cô đâu? Ả Liên khóc, không phải vì đau do bị tát. Ả khóc bởi vì người đàn ông ả yêu thương nhất, vì bây giờ vì một người đàn bà khác mà đánh ả. Liên nhìn vào Sinh rồi nói giọng nghẹn ngào. Anh dám đánh tôi? Là cô ta tự lao đầu vào mà chịu đòn, bây giờ lại đổ cho tôi hay sao? Sinh toàn nói, thì ông Khải lên tiếng. Thôi đi, đừng có chuyện bé mà xé ra to, rồi làng nước người ăn kẻ ở nó cười vào mặt cho. Có dễ thì liêu mà đóng cửa mà dạy nhau đi. Xin toan dìu Mai Hương về phòng, thì bỗng cô chóng mặt mà xỉu trong vòng tay của anh. Lúc này, mọi người hoảng hốt vô cùng. Mai Hương, em sao vậy? Tỉnh lại đi em, mau, mau, mau đi mời thầy Lan, mau lên. Giọng Xin hoảng hốt hối thúc gia nhân. Liền đứng đó đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng môi của ả khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Sau một hồi thăm khám, thì vị thầy Lan khuôn mặt rạng rỡ. Chúc mừng cậu, mạch của mợ hai là mạch hỷ đó. Ông nói gì? Ý của ông là vợ tôi đã có thai sao? Đúng rồi, mợ nhà đang có thai được hơn 2 tháng rồi đó. Nghe đến đây, ông Khải vui mừng lắm, nhưng ông không nói gì. Chỉ lẳng lặng thắp lên bàn thờ gia tiên mấy nén hương. Từ hôm biết tin Mai Hương có thai, thì Liên như ngồi trên đống lửa. Ả lo sợ cả cái gia sản này sẽ rơi vào tay mẹ con của Mai Hương. Nên ả luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại Mai Hương. Nhưng ả chưa có cơ hội để hành sự, vì Sinh luôn bên cạnh của Mai Hương như hình với bóng kể từ lúc biết tin cô có thai. Ông Khải có thú vui câu cá. Cứ chiều chiều, ông lại ra ao sau vườn nhà, ngồi câu cá thư giãn. Hôm đó, trong lúc ông bước xuống cầu ao, thì không may bị trượt chân té đập đầu vào bậc đá, khiến cho ông Khải đau đớn choáng váng. Cứu! Có ai không? Cứu tôi! Những tiếng kêu yếu ớt đầy đau đớn vọng đến tai Liên khi ả tình cờ đi ngang qua đó. Liên vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu, thì trước mắt ả là cảnh cha chồng đang nằm dưới bậc cầu ao, máu từ đầu chảy ra loang lổ trên cái áo gấm ông đang mặc. Liên vội vàng bước xuống gọi. Cha, cha có sao không? Lúc này ông Khải ngẩng đầu lên nhìn, rồi nói với giọng thều thào. Cứu, cứu cha. Liên toan chạy đi gọi người. Nhưng khi ả vừa quay người đi, thì cũng là lúc chân của ả khựng lại. Ả từ từ quay lại nhìn. Trong ánh mắt ả tràn đầy sự thù hận. Ả đã đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi. Liên bước đến đỡ ông Khải trên tay, ả nói. Cha, để con tiễn cha một đoạn nghe. Như nhận ra điều gì đó trong câu nói của đứa con dâu, ông Khải dùng hết sức giữ chặt tay Liên, nhưng ả đã bẻ gãy từng ngón tay của ông, những khớp xương gãy cứ kêu lên răng rắc. Ông Khải đau đớn không còn hơi sức mà kêu cứu hay gào thét nữa. Lúc những ngón tay của ông Khải rời ra khỏi tay của Liên, cũng là lúc ả đẩy mạnh ông xuống dưới ao. Ông Khải cứ vậy mà chìm dần xuống đáy ao lạnh vắng, những bọt khí cũng không còn sủi tăm. Liên lặng lẽ nhìn xuống lòng ao, ả nở một nụ cười nham hiểm. Là ông đáng chết mà. Giá mà ông không cưới thêm vợ cho chồng tôi, thì tôi chắc sẽ cứu ông. Cái chết này là do ông tự chọn, đừng có trách tôi. Liên quay bước rời đi, mà trên nét mặt không một chút biểu cảm. Nhưng ả không biết rằng, tất cả những hành động độc ác của ả vừa rồi
thằng Lạc, người làm của ả đã chứng kiến tất cả. Nhưng vốn xuất thân là phường lưu manh trộm cướp, nên nó cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy mợ cả Liên giết ông Khải như vậy. Nhân này, nó còn muốn lợi dụng việc này mà kiếm một chút từ ả đàn bà độc ác kia. Tối hôm đó, một trận mưa lớn kèm theo sấm chớp dữ dội. Bầu trời đen ngòm, không nhìn rõ mặt. Sinh bồn chồn lo lắng đi ra đi vào. Anh không biết cha mình đi đâu mà giờ này chưa có gì. Thường thì khi đi đâu xa, cha sẽ báo anh một tiếng. Như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Liên. Hôm nay tôi đi vắng, ở nhà cha có nói với cô là đi đâu không? Liên vẫn ngồi điềm tĩnh ăn cơm, mặc nhiên không chút lo lắng hay rây rứt bồn chồn nào cả. Ả đợi đến lúc Sinh hỏi lần thứ hai mới lên tiếng. Nhà này đâu ai coi tôi ra cái gì đâu. Tôi như người thừa thải trong cái nhà này mà. Cha đi đâu còn không nói với anh, thì nói gì tới tôi? Sau câu nói như cạnh khóe của vợ, Sinh tỏ ra rất tức giận, nhưng anh cũng không thèm đôi co với ả làm cái gì. Mai Hương cũng xót ruột như chồng. Cô không thể ăn nổi miếng cơm nào. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra ngoài cổng như trông ngóng bóng dáng của cha chồng. Khi cơn mưa vừa ngớt, Sinh kêu tất cả người làm đi tìm ông Khải. Ai nấy vội vã khoác cái áo mưa đan bằng lá dừa mà tất tả chạy đi làng trên xóm dưới để tìm ông Khải. Nhưng tìm khắp nơi mà không thấy ông Khải đâu. Lúc này Sinh có linh tính không lành. Anh biết đã có chuyện không hay xảy ra với cha mình. Đêm hôm đó, ngoài trời vẫn mưa rả rích, thỉnh thoảng những tia chớp sáng lóe lên trong màn đêm. Liên đang say giấc thì bỗng một bàn tay ướt nhẹp đang từ từ vươn tới bóp lấy cổ của ta. Ả chợt bừng tỉnh mở mắt ra thì thấy trước mặt là ông Khải. Cả thân hình ông đang lơ lửng đối diện với Liên. Ông nhìn cô với ánh mắt đỏ lừ, nơi khóe mắt những giọt máu vẫn đang nhỏ tông tổng vào mặt của ả. Liên bị bàn tay của ông Khải bóp chặt đến nỗi không thể nào hét được. Cứ như vậy, hai chân ả không ngừng giãy giụa, ánh mắt thì trợn trừng như sắp lòi cả con người ra bên ngoài. Tỉnh lại đi, cô hét cái gì mà loạn cả nhà lên vậy hả? Hai tay còn tự bóp cổ mình nữa, gỡ kiểu gì cũng không được. Người tát vào Liên không ai khác là Sinh. Lúc này Liên như ý thức được mọi chuyện. Ả đưa mắt nhìn một lượt, thì thấy Sinh và Mai Hương cùng với mấy đứa người làm đứng xung quanh giường của cô. Tôi chỉ ngủ mơ thôi, mọi người về ngủ đi. Nghe Liên nói vậy, Sinh cùng mấy người khác cũng về phòng ngủ. Một mình Liên trong căn phòng vắng, cô nhớ lại giấc mơ hồi nãy mà không ngừng run lên vì sợ. Rồi cô lại nhủ thầm. Chắc do tại mình nghĩ nhiều quá rồi mơ lung tung thôi, chứ lão chết rồi mà. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, toàn kéo cái chăn đắp ngang người, thì Liên lại nhìn thấy ông Khải. Toàn thân của ông ướt sũng, máu từ trên đầu ông vẫn chảy ròng ròng ướt đẫm trên mặt. Ông Khải đang đứng ở cuối giường, tay giữ chặt cái chăn của Liên. Rồi ông cất tiếng nói, một giọng nói âm u quỷ dị vang lên. Sao mày giết tao? Mau vớt tao lên đi. Tao lạnh lắm, đồ con dâu mất dạy, mày phải đền mạng cho tao. Một tràng cười lạnh lẽo vang lên, khiến toàn thân Liên như cứng lại. Có lẽ sức chịu đựng của ả đã quá giới hạn. Ả lăn ra mà ngất xỉu. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, tiếng mọi người hô hoán nhau đi tìm ông Khải vang lên, thì lúc này Liên mới quẫy quẫy thức dậy. Toàn thân ả mệt mỏi đau nhức như có tảng đá đè nặng lên mình. Ả đưa chân xuống giường xỏ vào đôi dép, thì một lần nữa ả thất kinh mà hét loạn lên. Ma! Cứu tôi! Có ma! Chỗ nền nhà nơi ông Khải đứng đêm qua, nó ướt nhẹp nước và mùi máu tanh. Mấy đứa người làm nghe thấy mợ cả Liên hét ầm lên kêu cứu. Tưởng là có trộm lén vào nhà, đứa cầm gậy, đứa cầm đòn gánh mà chạy vào phòng của con Liên. Nhưng khi vừa vào đến nơi, thì tụi nó không thấy một bóng ai ngoài ả. Liên đang co rúm người ngồi trên giường trùm chăn kín đầu,
cả người ả rung lên bần bật. Mợ Liên ơi, mợ có sao không? Một thằng lên tiếng gọi, nhưng nó không thấy mợ Liên phản ứng gì. Nó liền đi tới kéo cái chăn xuống, thì bất ngờ Liên lại hét loạn lên. Ma, trời ơi, có ma! Làm cho mấy đứa đứng đó giật mình. Đứa nào đứa nấy sợ hãi, nhìn quanh phòng rồi lại quay ra nhìn ả Liên. Mợ Liên, mợ tỉnh lại đi, có ma nào đâu, tụi con đây mà. Lúc này Liên có vẻ bình tĩnh hơn, ả hỏi. Tụi mày đem gậy gộc vào đây làm cái gì? Thì tụi con nghe mợ kêu cứu, tưởng là nhà có trộm, nên tụi con thủ sẵn gậy để còn đánh trộm nữa chứ. Thấy có đông người nên Liên cũng bớt sợ. Ả từ từ ngồi gần lại mép giường, rồi nhìn xuống chỗ nền nhà, chỗ hồi nãy ả thấy có dũng nước. Nhưng lạ thay, bây giờ lại khô ráo như chưa từng có gì xảy ra. Ả thở hắt ra một tiếng như trút được những sợ hãi trong lòng. Cậu xin ơi, ông... Thằng người làm nhà xin hốt hoảng nói, tay thì chỉ ra phía cái ao sau nhà. Xin thấy vậy liền quát. Có chuyện gì? Nói mau coi. Ông hình như té xuống ao rồi cậu ơi. Con thấy dép của ông ở dưới ao đó. Xin không nói thêm gì mà hốt hoảng chạy về phía ao. Tới nơi, anh cũng thấy đôi dép của cha đang nổi lình phình dưới ao. Anh vội vàng hét lên. Mau, tụi mày mau lặn xuống xem ông có ở dưới đó hay không. Nói xong, Xin cũng ngồi sụp xuống đất. Toàn thân rung lên lẩy bẩy. Lúc này Liên mới đi đến, ả nhẹ nhàng đặt tay lên vai của chồng an ủi. Cha sẽ không sao đâu, mình cứ bình tĩnh đi. Tụi mày mò cho kỹ nghe, mau lên. Ả đang đóng vai một người con dâu hết lòng lo cho cha chồng, mà có khi ả diễn còn đạt hơn cả Mai Hương trên sân khấu cũng nên. Môi của ả ta khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Một cái gai nhọn đã được nhổ, bây giờ chỉ còn việc xử lý con Mai Hương nữa là xong. Còn Mai Hương đang đứng từ xa quan sát, thấy Liên đang bên cạnh động viên Sinh, cô thoáng chút buồn. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Liên. Quả thật, cảnh chung chồng không hề dễ chịu một chút nào. Thấy rồi, thấy ông rồi, cậu ơi! Mọi người bơi lại chỗ người vừa mới nói, rồi phụ ông ta đưa xác ông Khải lên bờ. Vừa nhìn thấy cha, Xin lao vào ôm lấy cái xác trắng bệch của ông mà khóc lớn. Xin mồ côi mẹ lúc anh lên 10, cha anh vì yêu vợ nên ở vậy mà nuôi anh khôn lớn. Trong mắt mọi người thì ông Khải là một ông phú hộ nổi tiếng tham lam, nhưng họ cũng không phủ nhận ông là một người cha tốt, nuôi dạy con cái rất đúng mực. Chỉ tiếc rằng ông chưa được nhìn thấy cháu nội đã sớm phải lìa trần. Những tiếng khóc đầy xót xa của Xin khiến ai nấy chứng kiến đều không cầm lòng đặng. Cái chết của ông Khải là nỗi mất mát rất lớn với Xin. Còn Liên thì từ sau đám tang của cha chồng thì ả ngày càng ngang ngược, đụng một chút là dở thói phách lối, chửi mắng đánh đập người làm. Ả cũng không tiếc lời miệt thị Mai Hương mỗi khi Xin không có ở nhà. Đêm nào ông Khải cũng hiện về đòi mạng, khiến cho ả luôn phải sống trong nỗi sợ hãi đến cùng cực. Tinh thần thì luôn hoảng loạn, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cho ả giật mình hồi hộp. Trong căn buồng, tay của Liên đang dò nát bức thư không biết là ai gửi đến. Trong thư chỉ có ghi dõn dẹn một câu mà khiến cho ả sợ hãi đến tái xanh cả mặt mày. Tôi đã chứng kiến tất cả việc mợ giết ông Phú Hậu Khải. Đêm nay giờ tí, tôi đợi mợ sau bụi tre. Nếu không đến, mợ sẽ phải hối hận. Đúng đầu giờ tí, khi mọi người đã ngủ say, ả Liên mới rón rén đi về phía bụi tre sau nhà. Đến nơi, cô thấy một bóng người đàn ông rất quen. Lúc hắn ta quay mặt lại, thì cô giật mình khi nhận ra là thằng Lạc, người làm cho nhà cô. Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì? Nói mau. Mợ cứ bình tĩnh đã, cũng không có gì phải sợ. Với con thì mọi việc đều phải giải quyết được, miễn là có tiền. Mày nói cái gì? Tao không hiểu.
thì con đã nói rồi. Mợ không hiểu hả? Thì để con nói với cậu xin nghe. Việc mợ đẩy ông Phú Khải xuống ao chết đó. Mày muốn cái gì? Thì con đã nói rồi. Tiền. Con chỉ cần tiền thôi mà. Được, ta sẽ cho mày. Nhưng từ bây giờ, mày phải làm việc cho tao à. Làm tốt ta sẽ thưởng. Được, mợ biết vậy là tốt đó nghe. Nè, cầm tạm chỗ này đi. Lúc khác tao sẽ đưa thêm. Tao còn cần mày giúp khá nhiều việc nữa đó. Theo tao thì mày yên tâm, sẽ không thiệt thòi đâu. Nghe đến đây thì thằng Lạc sung sướng mừng rỡ. Còn Liên biết thằng này giống cũng là phường trộm cướp không ra gì. Nhưng ả tin mình sẽ có lúc cần đến nó. Nên ả dùng tiền mà mua chuộc nó làm việc cho ả. Vậy là cơ hội để Liên ra tay đã đến. Hôm đó, đoàn hát của ông Sáu có dịp diễn gần làng lễ xá. Cả đoàn hát rẽ qua thăm Mai Hương. Mợ hai, có gánh hát đến thăm mợ nè. Nghe đến đây, Mai Hương vội vàng chạy ra cổng, không còn nhớ mình đang mang thai. Nhìn thấy mọi người, cô xúc động không kìm được nước mắt. Ai nấy cũng rưng rưng khi gặp lại nhau. Với cô, mọi người trong gánh hát cũng không khác gì người thân. Nhìn quanh một lượt không thấy ông Sáu, Mai Hương lên tiếng hỏi. Ông Sáu không có đi cùng mọi người hả? Lúc này, Bác Chiến mới lên tiếng. Bây giờ, gánh hát tạm thời do tôi chịu trách nhiệm. Còn ông Sáu, ông chết cách đây hơn một tháng rồi. Là ông bị sét đánh chết đó cô Mai Hương à. Bị sét đánh chết sao? Nghe đến đây, Mai Hương như chết sững người. Cô vẫn còn bàng hoàng vì những gì mình nghe được. Chợt Bác Chiến lại lên tiếng. Chỉ tội cho bà Đào. Từ hôm chồng mất, bà lâm bệnh nặng lắm. Tôi e cũng không qua khỏi được đâu. Mai Hương chợt thấy nhói lòng. Cô nhìn xuống chiếc vòng tay mà trước hôm mình xuất giá, bà Đào đã trao cho cô. Nước mắt cô rơi thương xót cho bà Đào. Cô quyết định sẽ cùng mọi người về thăm bà. Đoàn người gồm 3 chiếc xe ngựa kéo đi ra khỏi làng lễ xá, ước chừng độ 2 dặm đến đoạn chân núi, thì một toán thảo khấu ở đâu ra chặn đường. Kẻ nào cũng bịt kín mặt, chỉ nhìn thấy 2 con mắt trợn trừng. Tên đại ca cầm đầu liền quát. Mau xuống xe hết cho tao, nhanh lên! Ai nấy cũng sợ hãi lần lượt xuống xe, đứng nép sát vào nhau. Tên đại ca đi một lượt, nhìn từng người, rồi dừng lại trước mặt của Mai Hương. Mày chính là Mai Hương, đúng không? Mai Hương chưa kịp lên tiếng, thì bác Lan đứng cạnh đã kịp nói. Không, nó là con gái của lão, làm gì có Mai Hương nào? Tên đại ca tỏ vẻ bất ngờ, hắn nhớ tới lời của ả Liên đã dặn. Thấy đứa con gái nào trên xe đang có thai, thì đó chính là Mai Hương, người ta cần giết. Nếu cần, giết cả gánh hát đó cũng được. Nhớ đến đây, hắn nhếch mép cười rồi nói. Tụi mày, đưa tất cả tiền cho tao, mau lên! Có tiền thì lấy ra đây. Mọi người sợ hãi nhìn nhau, rồi không ai nói ai, lấy hết tiền và trang sức trên người đưa cho bọn cướp. Lúc này tên đại ca hô lớn. Giết hết đi! Những đường dao chém xuống những con người vô tội một cách không tiếc thương. Máu văng tung tóe. Mấy thanh niên có sức dốc thì cũng liều mình chống lại bọn cướp. Trong lúc hỗn loạn, bà Lan đẩy Mai Hương kêu lớn. Chạy đi con! Chạy nhanh vào rừng đi, men theo bìa rừng mà trở về làng, nhanh lên. Mai Hương toàn kéo tay bà Lan cùng chạy, nhưng bà gạt tay cô ra rồi nói. Tôi già rồi, không có chạy được đâu, chỉ làm vướng chân con thôi, mau đi đi, nhanh lên. Mai Hương gạt nước mắt mà bỏ chạy, cô len lỏi trong đám cây rậm rạp mà ẩn nấp. Sau khi giết tất cả những người trong gánh hát không còn lại một ai, thì lúc này tên đại ca mới đi nhìn từng xác chết kiểm tra, rồi hắn hốt hoảng khi phát hiện ra đã để Mai Hương chạy mất. Hắn toan sai người lục soát khắp nơi, thì một tên đàn em mới lên tiếng. Đại ca, chuồn thôi, bây giờ là ban ngày, không ở lâu được đâu, dù sao thì mình cũng cướp được một mớ rồi, đi thôi đại ca. Nghĩ đến đây,
Tên đại ca thấy cũng có lý nên bọn chúng chạy vào rừng lẫn mất. Khi biết được Mai Hương về thăm quê mẹ nuôi thì Liên đã sai thằng Lạc liên hệ với bọn cướp mà nó quen biết, chặn đường giết chết Mai Hương cùng đoàn người trong gánh hát. Coi đây như một vụ cướp, nhưng trái với sự mong đợi và tính toán của ả, Mai Hương đã thoát được lưỡi dao của những tên khát máu đó. Một toán người lái buôn đi qua nơi này, nhìn thấy những xác chết nằm la liệt, khiến ai nấy đều sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Đây chắc là họ bị cướp giết, nhiều người chết quá. Nghe nói gần đây bọn cướp động hành lắm, hoàng quân dây bắt mấy lần mà không được. Giờ đây biết rằng đã an toàn nên Mai Hương mới từ trong bụi rậm đi ra, cả người cô trầy xước vì bị gai cứa. Cô đứng đó ngây người nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mặt. Những người mà cô yêu thương giờ đây chỉ là những cái xác chết không còn nguyên vẹn, khiến cho cô đau đớn như không thể chịu được nỗi đả kích này hơn nữa. Mai Hương từ từ quỵ xuống. Cô ơi, cô làm sao vậy? Một người nhận ra Mai Hương liền lên tiếng. Đây không phải là mợ Mai Hương, vợ cô Sinh hay sao? Mau lên, giúp tôi một tay đưa mợ ấy về nhà đi. Khi tỉnh lại, Mai Hương thấy trước mặt là chồng của mình. Cô sợ hãi ôm lấy anh mà không ngừng khóc. Mọi việc xảy ra quá đỗi kinh khủng, khiến cho cô không ngừng ám ảnh. Mai Hương xin với chồng cho mình chôn những người trong gánh hát ở nghĩa địa của làng, để cô có thể thường xuyên nhang khói cho họ. Vì tất cả những người trong gánh hát đều là những người tha hương không có người thân thích. Xin nghe vợ nói vậy, anh cũng đồng ý và càng thương hơn những con người mang phận sướng ca. Một đám tang được tổ chức sơ sài, nhưng là gần 20 chiếc quan tài nằm bên đó. Bên cạnh Mai Hương khóc lóc thảm thiết, với cô, họ như những người thân ruột thịt quan trọng, những người đã dạy cô từng điệu đàn tiếng hát. Nay họ đã chết một cách đau đớn, thì thử hỏi làm sao Mai Hương chịu được thấu chứ? Ngày rằm tháng 8, nhà nhà tổ chức mừng Trung Thu. Còn nơi đây, Mai Hương cất lên tiếng cổ cầm bi ai, tiễn những người yêu thương về nơi đất mẹ. Những tiếng đàn như mang bao nỗi chua xót đớn đau của cô gửi vào đó, khiến cho người nghe ai cũng không khỏi chạnh lòng tiếc thương. Trong bóng đêm, dưới bụi tre sau vườn nhà ông Phú Khải, Liên đang tức giận mà mắng thằng Lạc. Cả một đống tiền tôi đưa cho mày, mà mày làm ăn như vậy sao? Có mỗi con đàn bà mà xử cũng không xong được nữa. Để bây giờ, nó vác cái xác đó về kìa, thấy không? Dạ, thưa mợ. Thôi, mày cầm số tiền này tạm thời biến đi đâu một thời gian đi. Quan phủ mà điều tra ra là chết đó nghe không? Vụ này không có nhỏ đâu à. Dạ. À, còn đây là chai rượu quý, cho mày nè. Dù sao á, mày cũng cố gắng hết sức rồi. Lần sau liệu mà làm tốt hơn đó nghe không? Thấy mợ Liên cho cả rượu và tiền, thì thằng Lạc vui mừng ra mặt. Nó liền cầm lấy cảm ơn rối rít rồi bỏ đi. Mọi người biết gì không? Thằng Lạc nó chết rồi đó. Một người làm của nhà Phú Hộ Khải lên tiếng. Nó bị chết sao vậy? Hèn chi mấy bữa nay không thấy nó đi làm. Không biết làm sao nữa. Nghe nói trong lúc đang ăn, hộc máu tươi mà chết đó. Liên đứng từ xa nghe thấy đoạn đối thoại của mấy người làm, thì ả nhếch mép cười mãn nguyện. Mày biết nhiều quá rồi, nên tao đành phải tiễn mày lên đường sớm hơn thôi. Đừng có trách tao. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn dầu leo lét, Liên đang ngồi co ro trên giường đầy sợ hãi. Trong căn phòng nhỏ của ả, chật kín những bóng ma là những người đã chết trong gánh hát, người bị chém đến lồi ruột. Họ cứ đứng mà cố nhét bộ lòng ruột của mình lòng thòng vào trong ổ bụng đã rách toát ra. Rồi họ cười khanh khách. Người thì giơ cái tay đã đứt lìa khỏi xác về phía Liên mà nói. Lắp tay vào cho tao, nhanh lên. Trong màn đêm, những thân ảnh kinh dị cứ thay nhau mà hành hạ tinh thần của ả ta. Lúc thì họ cười lên đầy man rợ, khi thì khóc lóc thê lương, khi thì buông những tiếng hát bi ai đòi trả mạng.
Sau mấy đêm như vậy, Liên dường như không chịu nổi, nên ả đã phát điên. Cả ngày ả cứ gào thét ầm ĩ, có lúc lại tự hành hạ bản thân. Ả cứ tát bôm bóp vào mặt của mình, cho đến khi máu miệng, máu mũi chảy ra. Xin phải trói Liên lại trong phòng khi ả tự làm đau mình. Anh đã tìm rất nhiều thầy để chữa cho vợ, nhưng bệnh tình của ả không hề thuyên giảm. Cho đến một ngày, thần trí của Liên bỗng dưng tỉnh táo, làm ai nấy đều ngạc nhiên. Liên mặc một bộ quần áo rất đẹp, vấn tóc gọn gàng, rồi ả xuống bếp nấu một mâm cơm rất thịnh soạn. Sau đó mời Sinh lên ăn. Đây là lần đầu tiên từ khi lấy nhau Sinh thấy ả dịu dàng đến như vậy. Em muốn ăn cùng cậu một bữa cơm, mà chỉ có hai vợ chồng mình thôi. Trên mâm cơm là những món mà Sinh rất thích. Anh rất cảm động. Sinh không nghĩ rằng người vợ mà anh cho là vô tâm lại hiểu mình tới như vậy. Đang đưa chén rượu lên miệng, thì Sinh chợt ngừng lại khi nghe ả Liên đang nói. Em đã từng có thai. Cô nói gì? Có thai? Đúng, em đã từng có thai vào 2 năm trước, nhưng em đã không giữ được con, là em sai. Em chưa kịp nói cho anh biết thì em đã bị sảy thai. Sợ anh và cha trách tội nên em đã giấu luôn. Cô, sao cô lại không nói cho tôi biết? Em rất mong có được một đứa con để được anh quan tâm như một người vợ. Nhưng từ ngày em bước chân về nhà này làm dâu, có bao giờ anh quan tâm em một chút nào đâu. Có bao giờ anh hỏi han em khi ốm đau hay dành cho em một lời quan tâm như anh đã dành cho Mai Hương. Là em ở sai ở chỗ nào? Anh chưa từng làm tròn bổn phận của một người chồng. Em sống trong nhà này không khác nào một quả phụ cô đơn. Nước mắt của Liên rơi lã tả. Ả đang khóc. Khóc cho chính bản thân của mình. Khóc cho khoảng thời gian tuổi hờn mà ả phải trải qua. Còn Xin, anh chỉ im lặng không nói gì. Anh cảm thấy có lẽ mình đã sai. Dù sao thì Liên cũng chỉ là một người đàn bà. Giá mà anh có thể mở lòng mà bao dung hơn với vợ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đêm hôm đó, Liên quyết định kết liễu đời mình. Ả dùng tính mạng của mình để chuộc lại những lỗi lầm mà ả đã gây ra. Nhìn vào sợi dây thòng lọng đang đung đưa, Liên mỉm cười. Rồi ả từ từ đưa cổ mình vào cái dòng thòng lọng. Cốp một tiếng, tiếng ghế đổ ngã. Cả thân hình của ả bây giờ đang đung đưa trên dây thòng lọng, hai chân không ngừng giãy giụa. Xung quanh của ả vẫn là những bóng ma, những người ả đã giết, đang ca lên khúc ca bi thương tiễn ả về âm phủ. Trời ơi! Mợ Liên! Mợ chết rồi! Tiếng hét thất thanh của con lài khiến cho mọi người hoảng hốt chạy vào buồng của Liên. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng kinh sợ, mở cả Liên xinh đẹp ngày nào bây giờ chỉ là cái xác quỷ dị. Hai mắt mở trừng trừng, cái lưỡi thè lè ra khỏi miệng tím đen bầm. Xin nhìn thấy vậy, anh vội vàng đỡ vợ xuống. Anh nhận ra bộ áo dài Liên mặc chính là bộ áo dài cô mặc trong ngày cưới của hai người. Lúc này, anh ôm cô thật chặt, những giọt nước mắt của Xin bắt đầu rơi xuống. Anh nhẹ nhàng vuốt mắt cho cô. 2 năm sau. Mẹ ăn đi mẹ, con nấu món chè sen mẹ thích ăn nhất đó. Bà Đào nhìn Mai Hương khẽ gật đầu, cầm chén chè từ tay con, bà khẽ mỉm cười. Hai người đàn bà nhìn thằng Khu Tân lững chững chạy chơi ngoài sân mà trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Mai Hương đã xin chồng cho mình đón bà Đào về để phụng dưỡng quãng đời còn lại của bà. Cô đã bỏ qua tất cả mọi oán hờn để yêu thương người đàn bà tội nghiệp này, coi bà như chính mẹ đẻ của mình. Cứ ngày mùng 1 đầu tháng, dù bất kể trời mưa hay nắng, Mai Hương vẫn cùng bà Đào ra mộ thắp nhang cho những người đã mất trong gánh hát. Và hàng năm vào đúng đêm rằm tháng 8, những linh hồn chết oan khuất vẫn hiện về trong đêm dưới làn sương dày đặc, ca lên những khúc ca đầy bi thương. Những lúc trăng tròn đêm tháng 8
Ngoài trời đất phất giọt mưa thu, trong tiếng gió điệu đàn ai vừa khảy. Bản trăng thu dạ khúc, nghe sao nức nở nghẹn ngào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Kiếp Cầm Ca, tác giả Đỗ Ngát. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.